Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Và em thương cũng quý lại xin phép được review cho mọi người một cái gốc cẩm chỉ các ông ba này. Vân này. Hàng đông đặc nhá, rác gọi là tái thôi chứ không còn tươi nữa rồi. Cũng để về khoảng hơn tháng này rồi các bác ạ. Vân thì nó quá đẹp rồi. Đấy, vân này các bạn này. Vân quá vip. Đi một vòng cho anh chị bạn xem nhá. Đây là bao đục luôn các bác nhé. Bao đục luôn. Đục thì làm bình phay, bình nghệ thuật ấy, đều ok. Hàng đông đặc 65 cân các bác nhé, 65 cân. Đấy, rồi em sẽ đi vào kích thước cho anh chị bạn xem nhá. Kích thước thì em đo chiều này này. 30. 30. Lõi không này. Lõi là được 26 này. Lõi 26-18. Lõi 26-18 anh chị bạn nhé. Rồi chiều cao như thế này là được 52 các bác, 52. Còn cái chiều dài như thế này, chiều dài như thế này là được 64. Đấy, 64. Đường kính bụng đây là 40. Do nó cắt là hơi bị hẫng, hơi bị hẫng một chút nên là em phải kê một cái miếng đá nhỏ đây anh chị bạn này. 65 kg. Rồi cho các bác xem phần đế nhá. Đây phần đế đây các bác này. Thì cái này nó ra ba cái đầu rễ. Đầu rễ nào cũng có lõi hết. Đầu rễ là lõi 10 luôn nhé các bác. Đây nó có một cái hốc cục đá thôi. Hốc cục đá đây thì người ta đập ra rồi. Người ta đập ra mất rồi. Đấy, cục đây nếu mà đục hoặc làm bình nghệ thuật thì bao vip rồi anh chị bạn ạ, bao vip luôn. Rồi nó còn đứng cái chiều này nữa làm cái bình cũng đẹp lắm này. Nếu để như thế này đục cũng được, cũng vẫn là ok. Đấy. Như thế này đục cũng được. Đấy, như thế này đục cũng được, cũng vẫn ok. Đấy, các bác thấy không? Như thế này vẫn ok. Dạ vâng, anh chị bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em số thoại 0338918991 nhé, để biết thêm chi tiết. Giá thì cực kỳ hữu nghị cho tất cả anh chị bạn nhá. Ok, xin chào mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá, để biết thêm về nhiều sản phẩm hơn. Rồi, xin chào mọi người.